các hãng hàng không nội địa đã đồng loạt công bố khai thác thương mại đi và đến thành phố đà nẵng sau chỉ đạo của bộ giao thông vận tải vietnam airlines cho biết từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 10 tháng 9 mỗi ngày vietnam airlines sẽ khai thác một chuyến khứ hồi giữa hà nội đà nẵng một chuyến khứ hồi giữa thành phố hồ chí minh đà nẵng lịch khai thác chuyến bay đến đi từ đà nẵng sau ngày 11 tháng 9 được hãng cập nhật thường xuyên theo tình hình thực tế dịch bệnh và yêu cầu của nhà chức trách với vietjet bamboo airways từ ngày 8 tháng 9 sẽ khai thác trở lại các đường bay Đà Nẵng Hà Nội và Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất một chuyến cứ hội một chặng một ngày. Trong thời gian này, các hãng sẽ thực hiện giãn cách ghế theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm và khuyến cáo hành khách nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng.